Cuộc sống con người có những thời khắc quan trọng, có những cái thời điểm rất là thiêng liêng, báo hiệu hay là để chuyển đổi một cái giai đoạn. Hôn nhân là một cái vấn đề hệ trọng trong đời sống con người. Có một số cặp vợ chồng cũng mặc trang phục dân tộc Mường, thế nhưng mà đã cách điệu và đã lược bỏ đi rất là nhiều những cái yếu tố đặc sắc cổ truyền của cái trang phục Mường trong đám cưới. Ngày nay với thanh niên phụ nữ Mường khi đi lấy chồng thì thường mặc áo cưới, áo váy đầm xòe rất là đẹp, rất là phá cách và rất là tân thời. Họ cũng không biết rằng, có thể họ cũng không hiểu rằng với người Mường xưa kia, trong đám cưới hay là ngày đi lấy chồng, việc mặc trang phục cưới cũng đã được người xưa rất là quan tâm và rất là quan trọng vấn đề này. Hôm nay đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái trang phục áo cưới của người Mường, do bà Mẹ Lương ở xóm Chum, xã Hồng Nhượng đã lưu giữ hơn 60 năm nay. Dân tộc Mường cũng vậy, trang phục là một trong những vấn đề rất là quan trọng khi cô gái trưởng thành chuẩn bị hay là đi chuẩn bị cho ngày cưới cũng như là ngày về nhà chồng, thì việc mặc áo cưới và trang phục cưới là cái vấn đề được quan tâm và được cô gái rất là để ý. Đối với người Mường cũng vậy, trang phục trong ngày cưới, đặc biệt là trang phục của nữ giới đi làm dâu, được người Mường rất quan tâm và chăm chút. Tuy cuộc sống xưa kia nghèo khổ, nó có các cái ngành, các cái nghề dệt vải nó chưa phát triển, thế nhưng cái việc là sắm sửa áo cưới cho ngày đi làm dâu là vấn đề hệ trọng và thiêng liêng. Trang phục trong đám cưới là một trong những vấn đề rất là quan trọng đối với cô dâu và chú rể, nhưng nó cũng rất là quan trọng đối với một dân tộc, một cái tộc người. Mỗi một dân tộc, mỗi một tộc người đều có những quy định riêng, đều có những cái sắc thái riêng để quy định về trang phục áo cưới mặc cho nam hoặc kể, đặc biệt là mặc cho nữ giới đi làm dâu. Theo phong tục xưa của người Mường thì áo cưới chỉ mặc trong ngày cưới, sau đó người ta cất đi. Vào những dịp mừng thọ hay lễ trọng thì mới mang ra mặc. Và lần mặc cuối cùng sẽ là khi người đấy nhắm mắt xuôi tay, thì con cháu lại lấy áo cưới ra mặc cho thi hài trước khi quan vào quan tài. Cái bảo bối ở trong nhà. Hôm nay đây chúng tôi đến gặp bà Mẹ Lương, năm nay đã 82 tuổi và chiếc áo cưới đã được bà cất giữ hơn 60 năm nay từ khi về nhà chồng. Bà mới chỉ mặc trong ngày cưới, còn lại bà cất rất là kỹ như một bảo vật trong đời của mình. Qua hỏi chuyện này chúng tôi biết rằng áo cưới mặc màu đỏ này chỉ mặc ra mắt gia tiên, và áo cưới màu trắng thì là mặc chào hỏi anh em họ hàng bên nhà chồng. Sau này khi bà nhắm mắt xuôi tay thì con cháu sẽ mặc cái áo cưới này để cho bà đi sang thế giới bên kia. Áo cưới của người Mường có hai loại, một loại áo trùng màu đỏ. Ngày xưa khi mà cô dâu về nhà chồng là trước khi lên ra mắt lễ gia tiên hay là ra mắt tổ tiên nhà chồng thì phải mặc áo trùng đỏ.
Sau khi mặc cái áo trùng đỏ ra mắt tổ tiên thì cô dâu mới đổi sang một cái áo khác. Đó là áo cưới, áo trùng màu trắng. Áo trùng màu trắng là mặc để mà trong những ngày cưới, trong cái lúc cưới để mà ra mắt và chào hỏi các cái bậc bề trên, khách khứa bên nhà chồng. Như vậy có thể thấy rất rõ cái áo cưới của người Mường là một tín vật thiêng liêng trong cuộc sống. Trước là để ra mắt tổ tiên, rồi ra mắt anh em họ hàng bên chồng. Cái áo cưới được giữ như một bảo vật để rồi khi sang thế giới bên kia họ lại mang theo. Đó chính là sự giữ gìn, sự trân trọng tình nghĩa vợ chồng cũng như là sự trân trọng hôn nhân. Nếu mà ăn hỏi mà đặt cả chung hay là ông bà phải sắm sửa cho con thì khi đi là dù là cái mặc cái bộ trang phục đi đi đến nhà chung là đeo nha là còn dầu ở cả lòng đến giờ các cô báo tổ tiên ăn cơm thì là còn dầu phải thay chào là chào là chào ba cái là mặc áo ni xong đi là cưới áo ni thà mặc cái áo trắng đấy mặc cái áo trắng đấy thứ nhất là chào cha mẹ trong nhà thứ hai là chào anh em họ hàng các thứ linh tinh để anh uốn mà nó là cứ phải lại đến bằng đó cứ lại là có phải lại thế gì cho không phải ăn ở để ở lại đó ăn bỏ nhau cho mà đến khi lại tổ tiên thì cứ lại ba cái thế đi 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 anh xong đi là cưới áo đi xa lên mặc áo trắng là cứ bằng răng biển chào đi nhau ông a hay là cứ lại đi lại thế đi đi đến nhau ông b thì cứ lại đi rồi ăn đây đó là đến phần mình dịch gì cô ấy nói rằng là cái áo này là cụ mặc từ cái thời mà khi bắt đầu xuất giá đi lấy chồng thì là cha mẹ đã sắm sửa cho có hai cái áo, một cái áo cưới màu đỏ và một cái áo cưới màu trắng. Thì khi về đến nhà chồng hay là con dâu thì thật được là được đưa vào trong buồng, nhưng mà khi mà gia đình nhà chồng làm cái lễ gia tiên có nghĩa là con dâu mới ra mặt tổ tiên ấy thì là cụ phải mặc cái áo đỏ này ra để lại coi như là chào tổ tiên bằng hình thức lạy ba cái. Thế còn cái thứ hai nữa là sau khi mà lạy tổ tiên ra mắt tổ tiên xong thì bắt đầu lại mặc cái áo cưới màu trắng kia. Cái áo cưới màu trắng này chính là để chào cha mẹ chồng, chào anh em họ hàng nhà chồng cũng như là chào khách nhà chồng. Thế cho nên là cái áo này cụ giữ như kỷ vật là gần 60 năm nay, thì bởi vì cái áo cưới thì chỉ mặc một lần rồi sau đó là cụ giữ ở trong nhà thì là như một cái kỷ vật. Để rồi sau này mà có cái mệnh hề gì cứ nói ý là thế thì người ta lại mặc cho cái cho cụ khi mà đi về với tổ tiên bên kia. Hiện nay thì ở làng mình ở khu vực này thì cụ thấy là có nhiều người có những cái áo như này không hay là chỉ có mình cụ thôi? Thì trong bước đấy có ý là có ép thì là những vị hiền á, có vị hiền vị sạch tâm mình linh họ những cái ngôi mắt lửa thối đi mày cứ khẳng khứa này mày cứ lạ đi ra mày cứ bạ cào đào áo trắng cứ đủ đi. Yếu cụ nói thế này có nghĩa là các cụ người Mường ngày xưa ấy, các cái gia đình người Mường ngày xưa chứ khi con gái đi lấy chồng thì họ đều sắm sửa như thế, nhưng mà hiện nay thì là một số cụ thì là nói chung là không còn giữ được nó cái áo ngày xưa ấy do cái thời gian các thứ. Thế nhưng mà trong một cái điều kiện hiện nay thì nhiều cụ cũng kỷ niệm lại thì họ cũng may lại những cái áo giống như ngày xưa. Chứ còn mỗi cụ này là cụ còn giữ được coi như là hai chiếc áo trùng, hai chiếc áo khoác ở ngoài là chiếc áo cưới của người Mường là đúng là theo cái lễ tục cổ truyền ngày xưa. Ngày xưa thì không tính áo bên ngoài đâu ạ, cái bộ quần áo bên trong áo có là cái đai lưng cái váy cái áo bên trong đó thì cụ là từ ngày xưa là cụ mặc từ bao giờ, thời hồi còn bé đúng không ạ? Còn bé bao giờ đình cái kia đi lại dù hay mình đi lại dù quần dâm áo trung dâm
mà chung dòng rồi hay mặc ra mặc quê để nhà cái thì bao giờ bao chào chú tiền nó lại em lại uống cái thì hôm nay còn cái gì đó. Ý là thế này, cụ nói thế này là cái áo cổ truyền hay là cái áo của người Mường ngày xưa thì cụ ấy là mặc là bình thường ngày xưa thì nó không vấn đề gì cả. Chứ còn lại quay trở lại cái chuyện đi làm dâu thì khi đi ra khỏi nhà bố mẹ đẻ thì là cụ mặc cái áo trùng màu đen. Rồi sau đó khi mà về đến nhà chồng nó bắt đầu mới thay cái áo trùng màu đen ra mắt gia tiên thì mặc cái áo trùng màu đỏ. Và rồi sau đó là chào hỏi bên bố mẹ nhà chồng là áo trùng màu trắng. Nhìn thấy như vậy nhưng mà cái áo trùng màu đen thì hiện nay cụ không giữ được nữa. Đấy là cái trang phục của người Mường ngày xưa khi đi làm dâu. Bây giờ thì những gia đình khác không nói nhưng mà với gia đình của nhà cụ ấy thì cụ có truyền lại cho con cái mình những cái áo như này không? Cụ có tặng cho con cái mình những cái áo này để mình lưu giữ lại những cái truyền thống văn hóa của dân tộc mình không ạ? Đấy, đi khỉ thường bảo mình ấy, có nghĩa là đơn lùi con Thúy, con Thao đi la du, có khắm như nào, cái áo này chăng, mình cứ răng lại có hoặc có hoặc có răng ấy, thế thanh niên mới nói hào nửa, thế nó thế này, cái này tên là các bạn cắt sau nhé. Đây. Phụ nhìn con nhé. Cứ ngỏ và chú đi. Các con là đi la du, nhưng mà nó đôi ô đôi nó theo đôi, nó chỉ cái chi một cái quần cái áo có nói là con bao giờ cái quần áo các cụ ngày xưa nó dùng nó, đây là nó có dùng cái chi là chỉ dùng cả ni lên nó mua cái chi là lý cái thay là mặc mà khóa cái thay mà còn lại những cái đồ ngày xưa là nó ảo bái cái mũi bái miếng á chuông á. Vâng được rồi, thế đây là ăn đấy mấy anh, đây dịch gọn gọn đấy mà. Các như cụ nói là các cái con cháu của cụ bây giờ đi lấy chồng ấy thì bây giờ có may cái này nó không muốn mà nó mặc cái váy cưới đổi mới. Bây giờ cụ ấy bảo là thời thế nó thay đổi thì cụ cũng có nhắc nhở con cháu nhưng mà không biết làm thế nào, các cháu nó thích thế thì cụ cũng phải theo thôi. Cảm ơn cụ ạ. Đấy là sự thật, mình có nói sự thật như thế thôi. Mình có phản ánh đúng ạ.